tàu Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam như thế nào? Tác giả Thu Thủy. Từ ngày 3 tháng 7, Trung Quốc đã cho tàu địa chất biển 8 hoạt động thăm dò dầu khí trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế nằm trên thềm lục địa của Việt Nam ở gần khu vực bãi Tư Chính, Vũng Mây. Hộ tống tàu địa chất biển 8 là đội tàu hùng hậu gồm tàu đánh cá ngoài khơi vỏ thép 0014, các tàu hải cảnh số hiệu 3910, 37111, 35111, 46303, 3402, 3412 và 3308. Trong số đó, tàu 3910 là tàu cỡ vạn tấn. Hoạt động của nhóm tàu này trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS, xâm phạm các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại khu vực phía Nam Biển Đông. Theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS 1982, quốc gia ven biển có các quyền chủ quyền về việc thăm dò, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên sinh vật hoặc không sinh vật của vùng nước đáy biển, của đáy biển và vùng đất đáy biển, cũng như những hoạt động khác nhằm thăm dò, khai thác vì mục đích kinh tế trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Vì vậy, hoạt động của nhóm tàu Trung Quốc đã xâm phạm các quyền chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, xâm hại các quyền tự do đi lại và khai thác kinh tế của Việt Nam cũng như các quốc gia khác. Khu vực nhà giàn DK1, trong đó có bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở và nằm hoàn toàn trên thềm lục địa của Việt Nam. Đây là vùng biển được hoạch định theo UNCLOS 1982. Vùng biển này không tranh chấp với nước nào và càng không tranh chấp với Trung Quốc. Lý lẽ mà Trung Quốc đưa ra biện minh cho hành động xâm phạm vùng biển Việt Nam gồm hai điểm. Thứ nhất, họ đang khảo sát trong cái gọi là vùng biển lịch sử đường 9 đoạn Trung Quốc có chủ quyền từ xưa. Đường 9 đoạn, còn gọi là đường chữ U, là tên gọi để chỉ đường quốc giới hải vực trên Biển Đông mà Trung Quốc chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền và đã bị Tòa án Trọng tài Thường trực PCA được lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 bác bỏ vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 với lý do không có căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử với các tài nguyên nằm trong vùng biển trong đường 9 đoạn. Đường 9 đoạn mang hình chiếc lưỡi bò này bao trọn 4 nhóm quần đảo bãi ngầm lớn trên Biển Đông là quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, quần đảo Đông Sa và bãi Michael Phèo, với khoảng 75% diện tích mặt nước của Biển Đông, chỉ chừa lại khoảng 25% cho tất cả các nước Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Việt Nam, tức là mỗi nước chỉ được trung bình 5% diện tích Biển Đông. Tuy nhiên, như chính một học giả Trung Quốc, ông Lý Lệnh Hoa, một chuyên gia về luật biển của Trung Quốc từng chỉ rõ, Trung Quốc bất chấp tinh thần cơ bản của văn bản UNCLOS đã đưa ra chủ trương về đường 9 đoạn trái với quy định của UNCLOS 1982 là không thể chấp nhận được. Việc Trung Quốc tự ý vẽ đường 9 đoạn hình chiếc lưỡi bò này liếm qua 60% vùng biển Việt Nam, biến vùng không tranh chấp của Việt Nam thành vùng tranh chấp là hoàn toàn phi pháp, không được luật pháp quốc tế công nhận. Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ Philippines kiện Trung Quốc, một văn bản pháp lý quốc tế hướng dẫn giải thích UNCLOS 82 đã bác bỏ thẳng thừng yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc không tham gia vụ kiện và tuyên bố không chấp nhận phán quyết,
nhưng văn bản pháp lý này vẫn giữ nguyên giá trị. Phán quyết khẳng định rằng đường chín đoạn không có cơ sở pháp lý, nghĩa là nó không có giá trị gì để Trung Quốc đòi quyền khai thác tài nguyên trong đó. Vì vậy, Trung Quốc không có vùng biển hợp pháp nào tranh chấp với Việt Nam tại khu vực DK1, trong đó có bãi Tư Chính. Thứ hai, Trung Quốc cố ý coi vùng biển gần bãi Tư Chính mà họ tiến hành thăm dò là thuộc quần đảo Nam Sa, tên họ đặt cho quần đảo Trường Sa. Họ đang tranh chấp với các nước để biện minh cho hoạt động của họ. Tuy nhiên, Tòa trọng tài PCA năm 2016 đã kết luận rằng tất cả các cấu trúc nổi tại Trường Sa đều là đảo đá về mặt pháp lý và không tạo ra vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa, mà chỉ có vùng biển phụ cận là 12 hải lý. Tòa trọng tài cũng kết luận rằng UNCLOS 1982 không quy định việc một nhóm các đảo như quần đảo Trường Sa có các vùng biển với tư cách là một thực thể thống nhất. Do đó, không một nước nào có thể vẽ đường cơ sở xung quanh các đảo ở Trường Sa để yêu sách vùng biển phụ cận xung quanh quần đảo Trường Sa. Như vậy, có thể khẳng định dứt khoát rằng Trung Quốc không hề có vùng biển hợp pháp nào có thể chồng lấn hay tranh chấp với vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía nam của Việt Nam, trong đó có bãi Tư Chính. Bước leo thang nguy hiểm. Hoạt động kéo dài của nhóm tàu Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam những ngày qua nhằm mục đích tạo ra một tình trạng mới, đó là sự tranh chấp ngay trong vùng biển hợp pháp của Việt Nam đe dọa hòa bình an ninh và ổn định trên vùng biển Việt Nam. Đây chính là bước leo thang mới nguy hiểm của Trung Quốc nhằm gây sức ép để Việt Nam phải chấp nhận phương án khai thác chung của họ. Chủ trương khai thác chung do Trung Quốc đưa ra thực chất là cái bẫy chủ quyền biến vùng biển hợp pháp của nước khác thành vùng biển tranh chấp rồi từ đó tiến tới chiếm đoạt luôn. Nếu Việt Nam và các nước không chấp nhận phương án khai thác chung của Trung Quốc thì họ đe dọa sẽ đơn phương tiến hành nghiên cứu, thăm dò và khai thác tài nguyên dầu khí trong vùng biển Việt Nam và các nước. Bước đi này nằm trong chiến lược của Trung Quốc nhằm độc chiếm Biển Đông, kiểm soát hoàn toàn tài nguyên trong đường lưỡi bò, chiếm 80% diện tích Biển Đông. Trong khi nhóm tàu địa chất 8 của Trung Quốc xâm nhập và hoạt động suốt 2 tuần qua trong vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía nam của Việt Nam quanh bãi Tư Chính, thì ngày 17 tháng 7 năm 2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng lại yêu cầu Việt Nam tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với vùng biển liên quan, không nên có hành động có thể gây phức tạp thêm tình hình. Ngày 19 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về phát biểu của ông Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việệt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định hòa bình ở khu vực. Phát biểu ngày 19 tháng 7 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng mọi biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 trước bất cứ hành vi nào xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển. Việt Nam coi trọng hòa bình, hữu nghị, hợp tác, có thiện chí và sẵn sàng giải quyết các tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình. Trước đây, các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam đã nhiều lần đấu tranh thắng lợi, xua đuổi các tàu Trung Quốc hoạt động trái phép ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phát huy tinh thần dũng cảm, khôn khéo và sáng tạo, các lực lượng chấp pháp của chúng ta nhất định sẽ bảo vệ thành công chủ quyền, quyền tài phán của mình
trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Bài đăng trên báo Sức khỏe và Đời sống ngày 24 tháng 7 năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, mấy ngày qua, WinWin Việt Nam đã đưa một số bài và tin liên quan đến hoạt động của Trung Quốc trên biển, khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982 và những phản ứng từ phía Việt Nam nhìn nhận từ dư luận quốc tế. Bài viết của Thu Thủy đã phân tích rõ hơn những vi phạm từ phía Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, nhân sự kiện này, chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm về Biển Đông, vùng đặc quyền kinh tế, quần đảo Trường Sa và những hành động của chúng ta. Nhìn trên bản đồ khu vực Biển Đông, hay còn gọi là Biển Hoa Nam, đường lưỡi bò 9 đoạn do Tưởng Giới Thạch sáng tạo ra và tuyên bố chủ quyền. Nay chính quyền Bắc Kinh tiếp tục dùng nó để yêu sách trên Biển Đông, chúng ta thấy có mấy vấn đề sau. Mặc dù là người ra tuyên bố sớm về chủ quyền đối với Biển Đông thông qua đường 9 đoạn, nhưng trên thực tế, Trung Quốc qua các thời kỳ chính quyền chưa bao giờ thực sự đồn trú, sở hữu, quản lý, sử dụng hay khai thác đối với khu vực Biển Đông và những nơi mà sau này họ dùng vũ lực để đoạt lấy như Hoàng Sa, Gạc Ma, Scarborough. Đối với Hoàng Sa, khi Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm từ tay người Việt Nam, thì dù đó là bất cứ chính quyền nào cũng thể hiện một điều quan trọng, Hoàng Sa thuộc người Việt Nam quản lý. Những lập luận cho rằng muốn khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa thì phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa chỉ là ngụy biện hướng đến một mục đích khác hoàn toàn không có ý nghĩa. Những đảo đá trên quần đảo Trường Sa có quân đội các nước khu vực Biển Đông đồn trú hoặc cư dân sinh sống ổn định trước năm 1982. Nhưng cũng còn nhiều đảo, chủ yếu là bãi cạn, rặng san hô, đá chìm, chưa có người ở hay hiện diện của quân đội nước nào. Theo lịch sử, chúng ta tuyên bố Trường Sa là của Việt Nam, nhưng thực tế chúng ta chỉ quản lý sử dụng một số, còn rất nhiều đảo, đá, bãi cạn của Trường Sa sát cạnh Philippines hoặc những nước khác trong khu vực do họ quản lý hoặc chưa có người. Các tranh chấp phát sinh ở những nơi như vậy. Nếu lấy luật biển 1982 làm cơ sở giải quyết như vụ án giữa Trung Quốc và Philippines thì nhìn vào bản đồ chúng ta sẽ thấy có không ít bất cập. Khi Trung Quốc xuất hiện những vụ cưỡng chiếm bằng vũ lực, các nước có chung Biển Đông đã thu xếp những mâu thuẫn cũ để đối phó với mối lo ngại lớn hơn. Hải quân Việt Nam và Philippines trên sông Tử Đông, sông Tử Tây gặp gỡ giao lưu dù trước đó họ từng là đối thủ. Tại sao Trung Quốc lại mập mờ kéo bãi Tư Chính vào quần đảo Trường Sa? Như trên đã trình bày, Trường Sa là khu vực còn có nhiều điểm đang tranh chấp giữa nhiều đối tượng. Trung Quốc đã cố ý đánh lừa dư luận bằng việc đưa Tư Chính vào Trường Sa, khu vực còn có nhiều tranh chấp, nhằm sử dụng chiêu cái của tao là của tao, cái của Trung là của tao, cái của mày là của Trung. Tại sao khác với những va chạm khác ngoài khơi, vụ việc tại bãi Tư Chính lại khiến Việt Nam chính thức lên tiếng, điều cả tàu chiến để đối phó, đích thân Thủ tướng thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân? Bởi vì vùng đặc quyền kinh tế ấy thuộc về Việt Nam, không có gì phải bàn cãi từ lịch sử, luật pháp quốc tế đến thực tế sử dụng, quản lý, khai thác. Liệu chúng ta có thể không giữ được không? Trong vùng đặc quyền 200 hải lý của Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN hạ đặt một chân đế giàn khoan nặng 14.000 tấn tại bãi Tư Chính, lô 39 và 40/2 để thiết lập một giàn khoan dầu khí. Dự án này không chỉ có ý nghĩa kinh tế đối với Việt Nam mà còn có ý nghĩa khẳng định chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Dù bị Trung Quốc cản phá, PVN vẫn sẽ tiến hành hạ đặt chân đế giàn khoan nặng 14.000 tấn đúng tiến độ, đúng lịch trình, không chỉ vì hiệu quả kinh tế mà còn để khẳng định chủ quyền một cách mạnh mẽ nhất. Dự án dầu khí này nằm trong dự án Biển Đông
có sự tham gia của hai tập đoàn lớn của Nhật Bản là Idemitsu Kosan và tập đoàn Sumitomo. Trước đó, dự án Biển Đông 01 do Biển Đông POC triển khai là dự án khai thác khí và dầu condensate ở mỏ Hải Thạch Mộc Tinh thuộc lô 052 và 053, biển Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN hợp tác với Gazprom của Cộng hòa Liên bang Nga, nhà sản xuất và xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới. Theo bạn, chúng ta sẽ đối phó với Trung Quốc bằng cách nào? Kịch bản nào cho Tư Chính và Biển Đông? Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.